giới thiệu với các bạn một cái cây đàn cao cấp của một hãng cũng cực kỳ nổi tiếng, Ibanez. 99% là mới, mặc dù nó là đàn đã qua sử dụng nhưng 99% là mới nhé các bạn. Giá của nó chỉ bằng 2/3 so với cái giá mà của cái cây mới 100% thôi. Do đó nếu bạn nào có điều kiện một tí có thể đầu tư để sở hữu một cây đàn tuyệt vời này nhé. Vậy chúng ta sẽ nói sơ qua về cái cây đàn này. Đầu tiên, cây đàn này là được sản xuất tại Nhật Bản và được cái team gọi là một cái nhóm chuyên làm custom, mà gọi là hàng custom tức là hàng làm là rất là cao cấp và với những cái tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Thì 24 phím thì cái này nó hai cái pickup đôi humbucker, nghe tiếng rất là mạnh mẽ, là của hiệu là Simon Duncan, cũng là một cái nhãn hiệu pickup rất là nổi tiếng trên thế giới. Các bạn thấy là cái inlay ở trên cái mặt đàn là nó rất là đẹp và tinh xảo. Cái kiểu này người ta gọi là tree of life, giống như cây của cuộc sống đó các bạn, nó vươn lên ha, như thế này, có lá có cây. Thì lần trước mình giới thiệu với các bạn một cái cây của đại danh thủ Steve Vai cũng theo cái kiểu inlay như thế này. Và cái mặt fretboard này gọi là rosewood. Và hiện tại rosewood đã bị cấm trên thế giới rồi các bạn, bởi vì nó bị khai thác nhiều quá rồi. Nhưng cái cây này thì cái thời kỳ cách đây mấy năm nó còn được sử dụng, cho nên là cái mặt phím rosewood của nó, wow, bây giờ nếu các bạn làm cái cây custom giống như này thì họ thay bằng mặt phím khác, họ không sử dụng rosewood. Wow, do đó cây này rất là đặc biệt nhé. Thứ hai nữa là các bạn thấy là cái thanh mà gọi là truss rod, tức là để chỉnh cần đàn á, phía trong này nó làm bằng titanium, là thép cực kỳ tốt nha các bạn, titanium. Và điều này nó được ghi ở phía sau, nó ghi ở phía sau của cái cần đàn của ta, có ghi luôn nha các bạn. Đây, bình hồng rất là đẹp, rất là chỉnh chu. Còn cái khóa này, khóa Goto, là một trong những cái dòng khóa mà cũng cao cấp nhất trên thế giới. Đó, cần nhúng thì cực kỳ đẹp các bạn, cần nhúng hai chiều đó, các bạn coi nó đẹp cực kỳ không, gần như mới luôn các bạn. Nó giữ dây là khỏi chê luôn các bạn, mình nhúng vô tư luôn, là không có bị lạc dây gì cả ha. Thì cái cần nhúng này nó cũng rất là linh hoạt, nó có cái đầu vặn ở đây, các bạn muốn lỏng hay nó chặt các bạn dặn nó ra, các bạn rút ra, chúng ta có thể vặn vừa vừa để các bạn cho nó trôi như thế này, hoặc là các bạn muốn cho nó cứng vào theo một chiều đó như thế này, nó không trôi gì cả, các bạn nhúng một chiều như thế này, rất là tiện lợi đúng không. Một cái điểm hay nữa đó chính là cái phía sau của nó đây. Một số cái cây đàn khác thường các bạn muốn chỉnh cái lò xo của nó lên xuống á, các bạn phải tháo cái nắp này ra. Dù bạn dùng cái đồ chỉnh các bạn chọt vô các bạn dặn, nhưng ở đây họ rất là linh hoạt, họ để cho các bạn là có một cái đồ chỉnh ngay chỗ này luôn. Các bạn có chỉ thọt cái lục giác vào, các bạn vặn tới vặn lui là tự động nó kéo lên kéo xuống luôn. Rất là hiện đại, rất là đẹp đúng không các bạn, là tiện lợi cho các bạn lắm. Cái point on là ngay cái vị trí này cực kỳ thuận lợi cho bạn đánh ở gần những cái ngang cao luôn. Đó, thấy chưa? Màu nói chung rất là đẹp, 99% mới luôn các bạn, cực kỳ đẹp luôn. Đó, thì đi kèm theo cái cây đàn này thì nó có một cái giấy chứng nhận. Đây, cực kỳ đẹp, giống như các bạn tốt nghiệp đại học vậy. Đẹp chưa? Nó ghi là custom guitar. Đây, và bên trong này á, cây guitar này đó, các bạn được hãng nó ghi khá nhiều thứ ở trong này ha. Cái serial number, nó có cái serial number luôn. Và phía dưới là quản lý là Kazuki Ozawa ha, có ký nhận dưới này luôn các bạn. Tức là cây này là được cây được chứng nhận ha, theo cái model RG8420ZDRS serial number luôn. Limited edition, tức là không có nhiều cái cây làm kiểu này rồi nha các bạn. Bên cạnh đó các bạn sẽ được một cái bộ phụ tùng kèm theo, bỏ vô trong cái bịch như thế này. Họ có vài cái cục để cho các bạn thay, đó là ngay chỗ này là thay ngay chỗ nhúng nè các bạn. Mình thay vào, và một cái đồ chỉnh thương hiệu Ibanez, rất là nhiều cái trong này cho các bạn chỉnh luôn ha. Ốc vặn nè, đó có cái thước đo nhỏ nè để các bạn chỉnh cái nét. Rồi phía bên này cũng các kích thước nó khác nhau, thuận lợi cho bạn khi xài. Đó,
Nói chung là cây này rất là tuyệt vời các bạn. Thì hiện tại là của cái cây này mà bạn mua mới nó là khoảng 65 triệu. Hơi chua đúng không? Một cây second hand này thì như mình nói nó chỉ bằng có 2 phần 3 thôi, tức là khoảng 40 chấm ít ít à, nói chung là khoảng khoảng đó thôi. Thì bạn nào yêu thích thì có thể đến Amigo Guitar Shop trải nghiệm. Và đặc biệt cái cây này nó kèm theo cái ha case các bạn. Ha case là cái hộp đựng đàn á, rất là đẹp luôn. Cái hộp đó rất là trắng trắng, các bạn lưu diễn cất cái vô xong các bạn xách lên vali giống như cái vali rất là đẹp à, tí mình kèm theo cái hình ở đây các bạn có thể thấy mình có mấy cái đàn luôn, đều có cái ha case này cả, rất là đẹp. Trong đó bảo vệ cái đàn bạn là tuyệt đối an toàn, có thể quăng trên máy bay dù tư không vấn đề gì cả. Có thể liên hệ với Khoa hoặc Toàn để nhận được những cái hình ảnh chi tiết cái gốc của nó, hoặc là những cái sự tư vấn không chỉ cái đàn này và những cái đàn khác nữa. Rồi nếu bạn nào muốn học đàn guitar thùng cơ bản hoặc guitar điện kỹ thuật cơ bản, có thể đăng ký khóa học của Đồng Khoa, đóng tiền một lần học trọn đời, và mình sẽ hỗ trợ các bạn bất cứ lúc nào các bạn cần, cứ gửi Messenger cho mình hoặc là đoạn clip các bạn đánh, mình sẽ xem và mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn. Đăng ký khóa học rất là rẻ các bạn, nhưng mà quy ra thì giá tiền không bao nhiêu cả. Thì hãy nhớ ủng hộ like kênh Guitar for Freedom để mình có thêm động lực chia sẻ với các bạn thêm nhiều cây đàn, nhiều cái bài học quý giá khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.